Tuyên Lộ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1991 tại thành phố Nam Kinh trong một gia đình bình thường không có gì đặc biệt. Tuyên Lộ là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi của showbiz, tốt nghiệp cả hai trường đại học là Học viện Hí kịch Trung ương và Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Đây đều là những ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc, chuyên đào tạo về các ngành nghệ thuật. Ngoài vũ đạo và diễn xuất, Tuyên Lộ còn sở hữu rất nhiều tài lẻ nổi bật như ca hát, dương cầm và bơi lội. Trong showbiz rất nhiều người phải từng bước một đi lên, rất hiếm có ai ngay từ những ngày đầu đóng phim đã nhận được vai chính. Và cũng ít có người nào đóng phim 1-2 năm đã nổi đình nổi đám, và Tuyên Lộ cũng là một trong những số đó. Thậm chí là cô còn có 10 năm đóng vai phụ khiến cho người ta nhìn lại luôn cảm thấy xót xa. Nhưng thật là may, sau bao nhiêu cố gắng trong sự nghiệp của mình thì cô cũng đã nhận được quả ngọt sau vai diễn Giang Yếm Ly trong Trần Tình Lệnh năm 2019. Mười năm bôn ba với các vai phụ. Năm 2008, Tuyên Lộ nhận được vai diễn đầu tay Tuyết Nhạn trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của đạo diễn Lý Thiểu Hồng. Năm 2009, Tuyên Lộ có cơ hội hợp tác cùng Tỉnh Bách Nhiên, Dương Tử và Huỳnh Thánh Y trong bộ phim Cô Gái Vội Vã với vai Lộ Túc. Sau bộ phim này, Tuyên Lộ cũng không nhận được vai diễn nào nữa cả. Phải đến tận tháng 5 năm 2012, Tuyên Lộ mới nhận được một vai nhỏ xíu trong phim Đại Vô Hư Phát của Lý Thấm, Lỗ Mẫn Vũ và Châu Đình Uy. Tháng 11 thì nhận được một bộ phim đề tài dân quốc Huyết Thệ. Tháng 12 nhận được vai Tiểu Nam trong Nương Tâm Kế. Những năm sau đó, Tuyên Lộ đã nhận thêm 11 phim truyền hình và 2 phim điện ảnh nữa, trong đó có 2 vai chính là Đình Thiền Nhi trong Hiệp Bộ và Lâm Phương Phương trong Ngọ Dạ Hồ Điệp. Bước đệm Trần Tình Lệnh và Nấc Thang, Boss lại làm sao nữa? Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Trần Tình Lệnh chính thức lên sóng trên Tencent TV và nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng, lan tỏa khắp châu Á. Không chỉ ở Trung Quốc, Trần Tình Lệnh còn càn quét nhiều bảng xếp hạng phim hot tại nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore. Đi cùng với sự nổi tiếng của Song Nam, chủ Ngụy Anh Tiêu Chiến và Lam Trạm Vương Nhất chính là hơn 20 diễn viên phụ của phim. Nổi bật nhất trong đó chính là Tuyên Lộ. Trong Trần Tình Lệnh, Tuyên Lộ thủ vai Giang Yếm Ly, sư tỷ của Ngụy Anh, là một nữ tử dịu dàng, lễ độ, tính cách khiêm nhường, ngoại hình bình thường nhưng lại không tầm thường. Điều này lại khá giống với Tuyên Lộ ở ngoài đời thật. Chính vì vậy cô đã nhập vai rất ngọt. Sau khi phim bùng nổ vang dội, Tuyên Lộ được nhiều người đặt biệt danh là sư tỷ quốc dân, trở thành hình tượng sư tỷ tường thành không ai vượt qua được trong lòng các mọt phim. Lý do là bởi vì chuyện tình tỷ đệ giữa Giang Yếm Ly, Ngụy Anh, Giang Trừng trong phim quá đỗi cảm động, mà nhân vật Giang Yếm Ly lại chiếm được quá nhiều tình cảm của mọi người. Mỗi lần xem đến những phân cảnh của ba chị em Giang Yếm Ly, Ngụy Anh và Giang Trừng là người xem lại cảm động đến rớt nước mắt. Còn vì sao Giang Yếm Ly của Tuyên Lộ lại chiếm được quá nhiều tình cảm của mọi người thì hẳn là ai từng xem phim đều đã biết, còn ai chưa biết có thể xem phim. Sau Trần Tình Lệnh, Tuyên Lộ đã tái xuất với vai nữ phụ Bạch Bích Vân trong Học viện Quân đội Liệt Hỏa và vai nữ chính Hà Thái Hồng trong phim Trọng Lực của Cầu Vồng, cùng cố diễn viên Cao Dĩ Tường. Ngày 12 tháng 12 năm 2019, bộ phim được quay từ năm 2017 của Tuyên Lộ, Đôi Mắt Thiên Thần chính thức lên sóng trên iQIYI. Sau đó không lâu, vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, bộ phim Tình Cảm Đô Thị Giữa Chốn Bồng Lai lại được trình chiếu trên Tencent, Tuyên Lộ lại tái xuất với vai Linh Lung. Ngày 5 tháng 4 năm 2020, bộ phim Làm Sao Boss Lại Làm Sao Nữa chính thức phát sóng trên Mango TV và nhanh chóng phá đảo đường đua phim hè với tổng lượt xem trên 1 tỷ lượt, trở thành một trong 20 bộ phim có lượt xem cao nhất Mango năm 2020. Đặc biệt, đây còn là màn kết hợp đáng nhớ giữa Tuyên Lộ và Triệu Chí Vĩ, bởi trong phim, hai người đã có rất nhiều tương tác tình cảm. Sự thân mật giữa hai diễn viên đã tự nhiên đến mức tuyệt đối, khiến người xem phải quấn quéo. Vai diễn nhiếp tinh thần của Tuyên Lộ trong Làm Sao Boss Lại Làm Sao Nữa trở thành một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cô. Sau thành công của Làm Sao Boss Lại Làm Sao Nữa thì Tuyên Lộ bỗng dưng trở về với các vai phụ, khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu và nuối tiếc. Cùng lúc này, các fan hâm mộ bắt gặp Tuyên Lộ bỗng dưng xuất hiện trên Weibo của Hoan Thụy Thế Kỷ
được Hoan Thụy tuyên truyền cho một hoạt động tống nghệ mà cô tham gia, cùng với đó là góp mặt trong dự án Mộng Tỉnh Trường An của công ty này với vai nữ phụ Cửu Yên Chức. Từ điều này, mọi người khẳng định sau khi Tuyên Lộ hết hợp đồng với công ty Tín Đạt đã đầu quân về Hoan Thụy Thế Kỷ. Lực diễn của Tuyên Lộ, từ Trần Tình Lệnh, mọi người đã chứng kiến những cảnh bi và cảnh khóc hết sức chân thật và tự nhiên của A Tỷ Giang Yếm Ly. Đặc biệt, nụ cười ôn nhu tỏa ra trăm ngàn sự ấm áp của A Tỷ cũng đã làm dao động không biết bao con tim. Điều đáng tiếc nhất ở Tuyên Lộ chính là khả năng giành vai của đoàn đội quá yếu. Những kịch bản nữ chính mà Tuyên Lộ nhận được quá ít lại còn không nổi bật. Ngoại trừ phim Boss Lại Làm Sao Nữa là có lượt xem cao thì còn lại đều không phổ biến. Những vai nữ phụ mà Tuyên Lộ nhận cũng tương tự. Ngoại trừ vai Cửu Yên Chức mới đây là phiên 3 thì tất cả đều là vai phụ tuyến 3, tuyến 4 thậm chí là thấp hơn nữa. Đất diễn rất ít. Những bạn diễn ăn ý của Tuyên Lộ. Tuyên Lộ, Triệu Chí Vĩ. Mặc dù ngoài đời, hai diễn viên cũng không quá thân nhau, nhưng cặp đôi này vẫn được fan nhiệt tình chèo thuyền vì đã hợp tác hết sức ăn ý và tự nhiên trong Boss Lại Làm Sao Nữa. Bên cạnh đó, trong mỗi khung hình chung, Tuyên Lộ và Triệu Chí Vĩ đều mang đến cảm giác hết sức xứng đôi. Tuyên Lộ và Tào Dục Thần từng là cặp đôi vô hậu trong Trần Tình Lệnh, điều này mang đến nhiều tiếc nuối cho các fan. Ở ngoài đời, họ cũng khá thân thiết, cho nên các fan cũng rất có lòng đẩy thuyền cho hai người. Hy vọng họ sẽ được tiếp tục hợp tác trong các dự án mới để viết tiếp câu chuyện tình giang dở ở Trần Tình Lệnh. Tuyên Lộ, Tiêu Chiến, Uông Trác Thành. Mùa hè năm 2018, Trần Tình Lệnh khởi quay với lời dự đoán không mấy tốt đẹp của cộng đồng fan Cbiz vì những gương mặt tham gia vào dự án toàn là những cái tên vừa trẻ vừa mới, chưa có bất cứ ai là người đã có chỗ đứng trong ngành. Có lẽ chính điều này đã khiến cho các diễn viên trong phim trở nên gắn kết, đồng lòng và thân thiết với nhau hơn. Chính vì vậy mà sau phim, hầu hết tất cả mọi người đều giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thân nhất trong đó phải kể đến ba chị em Giang Thị, Tuyên Lộ, Uông Trác Thành và Tiêu Chiến. Sau Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến trở nên nổi tiếng hơn và nắm trong tay nhiều dự án lớn như Chu Tiên, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều. Tuy nhiên, tình bạn của ba chị em vẫn vô cùng gắn kết, thường xuyên đến nơi làm việc của nhau để ủng hộ. Cùng với Tuyên Lộ, Mạnh Tử Nghĩa chính là một trong hai đóa hoa duy nhất giữa một dàn thanh trúc mỹ nam của A Lệnh. Giữa họ còn có một sự đồng điệu đáng chú ý, chính là tấm lòng thương em bất diệt của người làm chị. Nếu như Giang Yếm Ly của Tuyên Lộ được mọi người ca ngợi là sư tỷ quốc dân vì luôn che chở và yêu thương các em bằng cách làm hậu phương vững chắc phía sau, thì nhân vật ôn tình của Mạnh Tử Nghĩa lại mang đến hình ảnh của một người chị mạnh mẽ và trách nhiệm, luôn đứng phía trước để che chắn cho em trai. Hai người chị với hai hình ảnh đối lập, hai cách thương em không giống nhau đã khiến không ít người cảm động. Đó cũng là lý do vì sao Tuyên Lộ và Mạnh Tử Nghĩa lại trở thành cặp đôi tỷ tỷ được fan hết lòng yêu thương. Chuyện hẹn hò của Tuyên Lộ. Tuyên Lộ có bạn trai chưa? Tuyên Lộ đã kết hôn rồi à? Tuyên Lộ lấy chồng rồi sao? Chính là những câu hỏi mà người hâm mộ thường xuyên thắc mắc về Tuyên Lộ. Tuy nhiên xin khẳng định, A Tỷ vẫn còn độc thân vui tính. Có lẽ là vì vai diễn nhiếp tinh thần trong Làm Sao Boss Lại Làm Sao Nữa có sức phát tán quá rộng mà khiến cho nhiều thông tin truyền đi bị sai lệch, khiến nhiều người không biết lại tưởng Tuyên Lộ đã kết hôn. Và A Tỷ quốc dân Tuyên Lộ sở hữu một ngoại hình không tầm thường nhưng cũng rất bình thường. So với trăm ngàn ngôi sao trong giới showbiz rộng lớn thì ngoại hình của cô chỉ xếp ở mức khá. Tuy nhiên, nếu xét về diễn xuất thì cô cũng hơn rất nhiều người trong giới. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like, share cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.